Camavinga và 3 bom tấn tuyến giữa trong tầm ngắm của MU. Real Madrid, Liverpool, nhiệm vụ bất khả thi. Xác định 6 đội vào tứ kết Champions League. FIFA công bố định dạng vòng chung kết World Cup 2026. Camavinga và 3 bom tấn tuyến giữa trong tầm ngắm của MU. Cùng điểm qua những ngôi sao trong khu vực trung tuyến đang được đội chủ sân Old Trafford để mắt đến. Frankie de Jong, tiền vệ người Hà Lan từng được Manchester United làm mọi cách để đưa về sân Old Trafford trong mùa hè năm ngoái, nhưng rốt cuộc, dù phía Barcelona cũng đã sẵn sàng chấp nhận một lời đề nghị khủng đến từ Quỷ Đỏ, De Jong vẫn quyết định gắn bó đến cùng với đội chủ sân Camp Nou. Tuy vậy, huấn luyện viên Ten Hag vẫn chưa hề từ bỏ ý định tái hợp cậu học trò cũ của mình và nhiều nguồn tin khẳng định chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang nhắm đến De Jong như mục tiêu số 1 để củng cố lại tuyến giữa của Quỷ Đỏ vào mùa hè năm tới. Nhưng một lần nữa, tất nhiên quyết định sau cùng vẫn nằm ở De Jong. Trong một cuộc trao đổi gần đây, ký giả Fabrizio Romano xác nhận De Jong vẫn chưa muốn rời khỏi Camp Nou, nên Man United chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục cầu thủ này. Giúp Bellingham, tương tự như De Jong, Bellingham cũng đã từng từ chối Man United trong quá khứ, dù khi ấy tiền vệ này và gia đình đã có một chuyến tham quan khu vực Carrington. Đồng thời Sir Alex Ferguson cùng một số huyền thoại khác của Quỷ Đỏ cũng đã ra mặt thuyết phục cựu sao Birmingham. Nhưng rốt cuộc, Bellingham vẫn chọn Borussia Dortmund làm bến đỗ. Tất nhiên đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn bởi Bellingham đã phát triển thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc anh cần một bến đỗ lớn hơn để có thể chạm đến những danh hiệu cao quý. Thế nên Bellingham đang được đồn đoán sẽ chia tay Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hiện tại Liverpool và Real Madrid đang được cho là dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Bellingham. Nhưng một khi tiền vệ này chưa có bến đỗ mới thì hiển nhiên là cơ hội vẫn còn đó dành cho Man United. Declan Rice. Có thể nói Rice là một trong những mục tiêu chuyển nhượng lâu năm nhất của Man United, khi hầu như trong bất kỳ phiên chợ nào, anh cũng đều được liên kết với đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, sự cứng rắn đến từ West Ham United đã giúp họ giữ được Rice cho đến tận thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hợp đồng giữa Rice và West Ham sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 6 năm 2024. Mùa hè tới sẽ là thời điểm thích hợp để West Ham bán đi tiền vệ này. Với Man United, Rice chắc chắn là một phương án bổ sung chất lượng khi họ đang cần người chia lửa với Casemiro trong tuyến giữa. Eduardo Camavinga. Và cuối cùng là trường hợp của Camavinga, người bất ngờ được liên kết với Man United trong những ngày gần đây. Xét trên tình hình thực tế, Quỷ Đỏ sẽ rất khó có cơ hội chiêu mộ Camavinga khi mà Real Madrid đang trải qua giai đoạn chuyển giao trong tuyến giữa. Đồng thời, phía Los Blancos được cho là đã khẳng định nhận tiền vệ người Pháp không phải để bán. Real Madrid, Liverpool, nhiệm vụ bất khả thi. Hành quân làm khách trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Liverpool đối mặt với thử thách rất lớn nếu muốn giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, nhiệm vụ này quá khó cho đoàn quân Jurgen Klopp. Có lợi thế dẫn trước 2 bàn trên sân nhà Anfield trong lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhưng Liverpool lại để Real Madrid lội ngược dòng thắng 5-2, qua đó tự đánh mất cơ hội đi tiếp của mình. Sau trận thua muối mặt đó, The Kop quay trở lại Premier League với 2 chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trận đấu hủy diệt MU với tỷ số 7-0. Chiến thắng này phần nào giúp cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp tạm quên đi thất bại trước Real để chuẩn bị tinh thần cho trận lượt về. Niềm vui chưa được bao lâu thì The Kop lại thể hiện lối chơi bế tắc và để thua 0-1 trước đội bóng chót bảng Bournemouth. Trong trận đấu này, cả đội hình Liverpool đều thi đấu dưới sức và để lộ ra nhiều khoảng trống. Hiện tại, The Kop đã không còn khả năng cạnh tranh trước vô địch Premier League vì đang ở vị trí thứ 6, cách top 1 của Arsenal 24 điểm. Mục tiêu của Liverpool chính là chiếc cúp Champions League và lọt vào top 4 ngoại hạng Anh. Hành quân làm khách trên sân Santiago Bernabeu trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ là một thử thách vô cùng lớn cho The Kop. Liverpool sẽ đi tiếp nếu giành chiến thắng cách biệt 4 bàn. Tuy nhiên, nếu muốn giành chiến thắng trước Real Madrid trong thời điểm này là rất khó, dù đại diện của La Liga đang có phong độ không tốt. Sau chiến thắng trước Liverpool, Real chỉ thắng thêm được một trận ở La Liga. Hiện tại, cánh kèn trắng đang bị Barcelona bỏ xa đến 9 điểm và việc cạnh tranh chức vô địch là không thể. Huấn luyện viên Carlos Ancelotti chắc chắn đang dồn sức cho Champions League mùa này. Real không nổi bật ở La Liga mùa này nhưng vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch Champions League. Hiện tại, lực lượng của Real không có gì thay đổi khi có đầy đủ nhân tố chủ lực. Với việc đang nắm lợi thế dẫn trước 3 bàn trong tay thì thầy trò huấn luyện viên Carlos Ancelotti chắc chắn sẽ không mạo hiểm chơi tấn công phủ đầu. Nhiều khả năng kèn kèn trắng sẽ chơi chậm để buộc Liverpool tấn công, sau đó Real sẽ tổ chức phản công nhanh. Chiến thuật này đã được huấn luyện viên Ancelotti áp dụng trong trận lượt đi và mang lại kết quả khá tốt. Trong 7 trận gần nhất hai đội gặp nhau ở đấu trường Champions League, Real bất bại với 6 thắng và 1 hòa, ghi trung bình 2 bàn trên trận. Trong đó hai trận tiếp đón Liverpool trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real đều giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và 3-1. Được thi đấu trên sân nhà cùng với lợi thế dẫn bàn, Real tràn đầy tự tin để đặt chân vào tứ kết Champions League trước một Liverpool đang gặp rất nhiều bất ổn. Trận đấu giữa Real Madrid và Liverpool sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 16 tháng 3. Xác định 6 đội vào tứ kết Champions League. Với chiến thắng 7-0 trước RB Leipzig trên sân Etihad, Man City vào tứ kết một cách hoành tráng với tổng tỷ số 8-1 sau 2 lượt trận. Quan trọng hơn, ngôi sao số 1 trên hàng công là Erling Haaland ghi 5 bàn, qua đó săn bằng kỷ lục của Messi ghi 5 bàn trong một trận,
và thắp lên hy vọng lên ngôi cho Man Xanh ở đấu trường giành giá nhất cúp châu Âu. Tại trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan thu về kết quả hòa không đều trên sân Porto nhưng cũng đủ để đi tiếp sau khi đã thắng lợi 1-0 ở lượt đi. Man City và Inter Milan chính thức tiếp bước Benfica, Chelsea, Bayern Munich và AC Milan góp mặt ở vòng tứ kết. Hai đại diện cuối cùng của vòng 8 đội mạnh nhất sẽ được xác định vào rạng sáng 16 tháng 3 khi Real Madrid gặp Liverpool, còn Napoli tiếp Frankfurt trên sân nhà. Real Madrid dự đoán sẽ không quá khó khăn để đạt được mục tiêu khi đã thắng 5-2 ở lượt đi trên sân khách, trong khi nhiệm vụ với một đội bóng đang có phong độ cao như Napoli cũng khá đơn giản bởi họ đã thắng Frankfurt 2-0 ngay tại Đức ở lượt đi. FIFA công bố định dạng vòng chung kết World Cup 2026. Kỳ giải năm 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai sẽ là phiên bản đầu tiên của giải đấu có 48 đội tuyển từ 6 liên đoàn châu lục tham gia. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra hơn một tháng tại 16 thành phố, khai mạc vào ngày 11 tháng 6 và trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 7. Kế hoạch đề xuất ban đầu cho phiên bản 2026 có tổng cộng 80 trận, nhưng quyết định tăng số trận lên 104 đã được Hội đồng FIFA thông qua trong cuộc họp hôm thứ Ba. Tương tự, thể thức mới cũng sẽ được bốc thăm 4 đội trong một bảng, sau khi đề xuất bảng đấu có 3 đội bị bác bỏ. Như vậy, số lượng bảng đấu sẽ tăng từ 8 lên 12. Theo truyền thống, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng phiên bản 2026 cũng sẽ có 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để hình thành vòng đấu 32 đội, vòng 1/16. Hội đồng FIFA đã nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi thể thức thi đấu của FIFA World Cup 2026. Thể thức sửa đổi giảm thiểu nguy cơ thông đồng và đảm bảo rằng tất cả các đội chơi tối thiểu 3 trận, đồng thời cung cấp thời gian nghỉ ngơi cân bằng giữa các đội thi đấu, FIFA cho biết. World Cup 2022 tại Qatar là phiên bản cuối cùng 32 đội, vốn bắt đầu từ năm 1998. Tại Qatar có tổng cộng 64 trận đấu diễn ra trong 29 ngày, với nhà vô địch Argentina chơi tổng cộng 7 trận, nhưng các đội đạt đến đỉnh cao giải đấu năm 2026 sẽ chơi tổng cộng 8 trận. Lần gần nhất là Mexico 1986 và Mỹ 1994 đăng cai World Cup là khi phiên bản chỉ có 24 đội tham dự. FIFA cũng cho biết các câu lạc bộ sẽ phải giải phóng cầu thủ cho World Cup từ ngày 25 tháng 5 năm 2026 và thời hạn để tham gia một trận chung kết lớn chẳng hạn như Champions League là đến ngày 30 tháng 5. Trước kỳ họp của FIFA, Maroc xác nhận sẽ gia nhập cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha giành quyền đăng cai World Cup 2030, tuyên bố làm tăng thêm nghi ngờ về việc Ukraine tham gia liên minh đấu thầu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã không ngay lập tức xác nhận về trường hợp của Maroc, nói rằng liên đoàn từ 3 quốc gia sẽ gặp nhau vào thứ Tư tại Rwanda trước khi thông báo bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra. Chủ nhà World Cup 2030 dự kiến sẽ được chọn vào tháng 9 năm sau. Hiện tại, liên minh Uruguay, Argentina, Chile và Paraguay cũng đang trong cuộc đua.